Hello mọi người nha, chúc mọi người ngày mới nhiều sức khỏe nha. Hôm nay thì em lên clip 180. Thì hôm nay thì em về được vài cái sợi dây lịch của Mỹ này, đầu bằng đồng và đuôi bằng đồng nha. Dây thì cũng khá là dài, dài 117 cm nha, đầu bằng đồng và đuôi bằng đồng. Chung là hàng chuẩn của Mỹ nha. Cũng như là một cái bình tông US 1943 này, khá là hiếm. Bình này chưa sử dụng nha. Rồi, thì bây giờ mời mọi người theo dõi chi tiết ở trong video ạ. Em lên cái mã đầu tiên là clip 180, thì em lên cái mã đầu tiên là mã 180. Thì đây là một cây cạo râu bằng đồng của Mỹ, Made in USA nha. Hàng đã qua sử dụng, độ mới là tầm 85-90%. Rồi cái này thì bao sử dụng, hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn sử dụng tốt nha. Cây này rất là đẹp, giá của nó là 450.000. Cây này là 450.000 nha, bao xài. Rồi qua mã 180.1, đây là một sợi dây nịt của Mỹ, đầu bằng đồng và đuôi bằng đồng. Thì cái đầu này là cái đầu mặt hướng đạo sinh nha, đầu hướng đạo sinh, Made in USA. Cái dây này á, là dây 3,2 cm nha, 3,2 cm. Tức là dây hồi xưa thì cái bảng nó nhỏ vậy thôi. Rồi giá của cái sợi dây này là 550.000. Cái dây này là nó dài 117 cm nha, dây dài 117 cm. Cho nên là anh em nào cái bụng tầm 100 đổ lại, tức là 1 mét đổ lại đó, vòng bụng dưới 1 mét thì đeo nó sẽ đẹp. Tại vì khi mình đeo á, thì mình còn chừa thêm một khoảng này, chừa một khoảng cỡ như thế này để mình xỏ vô cái đĩa quần á, thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà đúng như lính hồi xưa người ta đeo á, lính hồi xưa người ta đeo là nó sát như thế này nè. Đó, lính hồi xưa người ta đeo là người ta để sát cái mặt, cái đầu dây này nó sát cái mặt như thế này luôn. Còn bây giờ mình đeo thì mình để dư nó dài ra một chút. Nói chung là tùy sở thích của mọi người nha. Dây này thì dài 117 cm đó. Rồi giá của nó là 550.000. Rồi 180.2. Thì đây cũng là một cái dây nịt Mỹ đầu bằng đồng nè. Cái này thực ra em chưa có vệ sinh nè. Cái này mình vệ sinh lại thì nó rất là sáng bóng nha. Tại vì bằng đồng á, thì mọi người biết rồi, nó giống như lư đồng ở nhà mình vậy đó. Mình muốn sáng bóng thì mình cứ lấy chanh mình chà hay kem đánh răng mình chà thì nó sẽ sáng bóng lên thôi. US nha, cái mặt nó là US Doma. Đầu cũng bằng đồng và đuôi bằng đồng. Dây này thì cũng dài 117 cm luôn. Nói chung là đợt này là nó chung một lô nên nó dài 117 cm. Rồi dây này thì có giá là 550.000 luôn. 180.2, 550.000. 180.3. Rồi đây, dây màu đen, dài 117 cm luôn. Dây này rất là đẹp. Cái mặt này á, thì nó không ghi là USA hay là gì nha, nó chỉ ghi là Solid Brass. Solid Brass thì mình dịch ra nó là đồng nguyên khối nha. Dịch ra nó là đồng nguyên khối, hàng chuẩn của Mỹ thời xưa. Rồi dây này thì có giá 500.000, dài 117 cm. Rồi dây này giá 500.000 nha. 180.3, 180.4, 180.4. Rồi dây này thì cũng đầu bằng đồng và đuôi bằng đồng. Cái đầu bằng đồng nhưng mà tại sao mọi người thấy nó trắng hơn cái đuôi nè? Tại vì á, cái này á, nguyên bên trong của nó bằng đồng, xong người ta mạ một lớp niken, xong rồi cái này người ta còn mạ thêm một lớp vàng nữa. Nguyên bản là cái mặt này á, là được mạ vàng 10k, nhưng mà cái này lâu năm á, thì cái lớp vàng 10k nó tróc rồi nên nó lộ cái lớp chrome trắng ra. Còn khi nào nó mòn luôn cái lớp chrome trắng thì nó sẽ lộ cái lớp đồng ra nha. Đây, mặt này là Made in USA Solid Brass, mặt của Mỹ, đồng nguyên khối. Rồi mặt này thì có giá là 550.000, dây dài 117 cm luôn. Giá của nó là 550.000, 180.4, 550.000. Rồi 180.5. Rồi cái này thì có giá 600.000 nha. 180.5, 600.000. Cái này thì cái mặt của nó thì nó độc hơn một xíu, nó có hình hai cái súng để chéo nhau nè. Mặt này thì nó chỉ ghi là Solid Brass thôi, chứ nó không ghi là Made in USA hay gì hết nha. Nhưng mà nó là hàng chuẩn thời xưa, hàng của Mỹ thời xưa. Cái này mình về muốn sáng bóng thì lấy kem răng á, mình đánh là nó sẽ sáng lên. Rồi dây này cũng dài 117 cm luôn, đầu bằng đồng và đuôi bằng đồng nha.
tất cả các dây bên em là những cái đuôi này là bằng đồng hết. Rồi dây này thì có giá là 600.000, 180.5, 600, 180.6. Thì cái này là em bán cái mặt dây nịt, mặt hướng đầu sinh nha, mặt đã qua sử dụng, solid brass made in USA, hàng của Mỹ thời xưa, đã qua sử dụng nha. Mặt thì nó có trầy trầy nè, cái này về mình đánh lại nó sẽ sáng bóng lên. Rồi cái này giá 300.000, 180.6 giá 300, 180.7. Rồi cái này cũng giá 300 luôn. Cái này thì nó có trầy trầy đây nè. Này nó có trầy trầy nha. Cũng là bằng đồng thời xưa. Solid brass này made in USA. Cái này bao sử dụng nha. Lưu ý là anh em mua những cái mặt này về á, thì mình phải dùng đúng cái dây của nó. Tức là cái dây của nó là cái bản 3,2 cm thôi. Chứ nhiều anh em mua về xong rồi gắn cái dây da đó. Cái dây da thứ nhất là nó dày, thứ hai nữa là nó to. Cái hàng đời sau này là nó to ra thì mình sẽ không gắn vừa cái này, thì dẫn đến là anh em không có nhận hàng, là anh em mình phải lưu ý nha. Tại vì cái mặt này, mặt hồi xưa thì nó chỉ dùng cho những cái dây bản hồi xưa thôi, là cái bản nó là 3,2 cm đổ lại thôi, còn dây da là nó không có vừa nha, lưu ý giùm em. Rồi cái này giá 300.000 luôn. Rồi 180.8, đây là một cái mặt thủy quân lục chiến Mỹ, cái mặt thủy quân lục chiến Mỹ bằng đồng US nè. Đó, cái này thì nó cũng sử dụng cái bản dây này luôn. Nó sử dụng bản dây như thế này luôn nha. Đây, hướng dẫn cách mọi người đeo luôn. Đó, khi đeo lên nó sẽ như thế này nè. Khi mình đeo vào người á, là cái nó chỉ có cái viền vuông này thôi. Rồi, cái mặt này có giá 250.000 nha. 250.000. Ở đây thì em có mấy cái đó. Đó, một cái ốm hơn, một cái mập hơn, cái nào cũng là của Mỹ hết nha. Một cái ốm hơn, một cái mập hơn, cái nào cũng là của Mỹ hết. Cái này thì USFB, còn cái này nó chỉ là US thôi. Cái này thì US không thôi, chứ không có chữ FB nha. Nói chung anh em muốn lấy cái nào cũng được, 250 một cái. Rồi 180.9. 180.9, đây, cái này hiếm nè. Cái này đây là cái ca nhôm của Mỹ thời xưa. Ca này là chưa qua sử dụng nha. Cái quai nó là bằng đồng nè. Hàng này là hàng xưa. Hàng này là chiến tranh thế giới thứ nhất nha. Ca này, hình như ca này là sản xuất 1918 nha. Nhưng mà cái số 18 nó hơi nhỉ, mờ mờ. Cái này phải, này cái này ở đây nó có số 18 nè. Ca này là 1918, US 1918 nè. Nhưng mà số nó hơi mờ nha. Nó rất là mờ, nên là em coi như là không có chữ 1918 nữa nha. Nhưng mà thực ra nó có nè, nhưng nó hơi mờ một xíu. Rồi ca này có giá là 600.000 nha. Không cắn móp, ca này rất là mới. Ca này rất mới nha, còn nước ram luôn. Cái quai này bằng đồng nè. Ca thời xưa, chiến tranh thế giới thứ nhất. Rồi ca này giá là 600.000, 180.9, 600, 180.10. Đây là một cái bình tông inox của Mỹ đời 1943 nè, hãng Borat. Rồi cái bình này thì không có bị cắn móp nha, bình này rất đẹp, không bị cắn móp ở đâu hết. Bình này gần như mới. Rồi giá cái bình này là 1.400.000. Bình này thể tích là 1 lít nha. 180.10, 1.400.000. Rồi 180.11 thì đây là một bộ bình tông của Mỹ nhưng mà nó bằng nhựa. À, cái bao này á, thì đời 2007 nha. Bao này đời 2007. À, ca này, ca này đã qua sử dụng US. Hiệu của nó là Meco. Ca đã qua sử dụng nha, nhưng mà không có bị nứt bể, có cắn móp. Rồi, bình này cái hiệu của nó là USA. US. Đó, bình này thì lành lặn nha, không bị nứt bể. Nhưng mà nói chung là đã qua sử dụng rồi. Đó, bộ này thì em bán giá 650.000. Nguyên bộ, cái này cho anh em nào đi phượt hay là mình đi rừng đi rẫy gì đó cũng được. 650.000, 180.11, 650.000. Rồi 180.12. 180.12 thì ở đây là một cái cặp cà mèn nè. Cặp cà mèn nha.
cà mèn Liên Xô. Cặp cà mèn này là chưa qua sử dụng đó. Ngoại hình thì nó cũng có cắn móp hoặc có trầy trầy nhẹ, có cắn móp nhẹ, nhưng mà bên trong này đẹp như mới. Đó, một bộ thì nó sẽ bao gồm hai món. Cái màu vàng này là cà mèn Liên Xô nè. Còn cái màu xanh đậm này, đây là cà mèn của Trung Quốc. Hàng Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam thời xưa. Cái này cũng là chưa qua sử dụng. Chưa qua sử dụng nha. Rồi, mình sắm một bộ này, mình sưu tầm hoặc là mình đi phượt nó sẽ rất là tiện lợi luôn. Lưu ý là ngoại hình nó cũng có cắn móp sơ sơ nha, nhưng mà nó là hàng chưa qua sử dụng. Rồi, giá của nó là 350.000 cho hai cái này luôn. 180.12, 350.000. Rồi, 180.13 nè, cái này là siêu phẩm nè, cái này rất đẹp luôn. US 1966 nha. Lập là của Mỹ 1966. Cái này là chưa qua sử dụng, còn nước ram luôn và không một dấu cắn móp gì hết. Cái lập là này rất đẹp nha, không một dấu cắn móp. Không có tì vết gì luôn. Rất là đẹp. Rồi, cái này có giá là 750.000, lập là của Mỹ 1966, chưa qua sử dụng và không có dấu cắn móp. Còn nước ram luôn, rất là đẹp, 750.000. Rồi, 180.14 nè. Đây là một bộ một dĩa sứ Pirate USA nha. Rồi, đây cũng là một cái ly sứ nè, Pirate USA. Cái này đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp, rất là mới. Rồi, cái bộ này giá là 600.000, chỉ có một bộ duy nhất thôi. 180.14, 600.000, một bộ duy nhất. Rồi, 180.15. 180.15 thì đây là một cái túi rùa nước của Mỹ, đời 1968. Túi rùa nước của Mỹ nha, đời 1968. Túi này là đầy đủ dây nè. Sợi dây nè, 4 dây, nó có 4 góc ở 4 dây nha. Đây, 4 góc có 4 dây này, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Thường thường cái túi này nó sẽ bị cắt dây, nhưng mà cái túi này rất còn đẹp nha. Túi rất là đẹp luôn, rất là mới. Rồi, còn đây là cái ruột của nó nè. Cái ruột của nó cũng là năm 68 luôn nha, vỏ trùng ruột nè, đời 1968. Thì cái ruột này nó đựng được khoảng 5 lít nước. Hồi xưa người ta sử dụng cái này để người ta đựng nước uống. Cái thứ hai nữa là người ta làm, người ta thổi và hơi vào để là người ta làm phao bơi nè. Hoặc người ta thổi hơi để người ta làm cái gối để nằm cũng được luôn. Cái này nó rất là nhiều chức năng nha. Đó, 4 sợi dây người ta cột 4 góc lại nè. Người ta luồn tay vô là người ta làm cái phao để bơi đó. Rồi, cái này vỏ trùng ruột. Bao này là không lủng nha, đựng nước bình thường luôn. Rồi, giá cái bộ này là 1 triệu. Đây là túi rùa nước của Mỹ thời xưa, đời năm 1968. Giá của nó là 1 triệu. Khi nào anh em mua thì em sẽ bỏ cái ruột vào trong này. Đó, bỏ cái ruột vào trong. Rồi, giá là 1 triệu. 180.16. Đây là một cái phích nước Liên Xô. Cái hiệu của nó là Temmet. Thì cái này nó là chưa qua sử dụng nha. Hàng của Liên Xô thời xưa, phích nước đá. Ở đây có cắn móp nhẹ nè. Phích nước đá của Liên Xô thời xưa, CCCB nè. Hàng Liên Xô viện trợ. Nhưng trước giờ thì mua cái này cũng nhiều rồi, nhưng mà lần đầu tiên gặp cái này là nó mới chưa sử dụng nha. Nó còn được cái nắp nhôm nè. Cái này là mới chưa sử dụng. Đây giống như là cái tô nó rất là to nha. Đây, hiệu nó Temmet, made in USSR. USSR là Liên Xô nha. Rồi, bên trong của nó đây, nói chung là cái bình này là chưa qua sử dụng nha. Bình này thì thể tích nó khoảng chắc tầm 3-4 lít gì đó. Thể tích tầm 3-4 lít nha. Cái này là đựng nước đá. Rồi, nó vẫn còn cái tem, tem mét ở trên này luôn. Nhưng cái bình này là chưa sử dụng đó. Rồi, mình muốn dặn chặt cái này lại thì đây. Mình dặn lại thì nó sẽ kín lại, nó không có bị thoát hơi ra, nó vẫn giữ lạnh nha. Đó, mình dặn cái nắp lại là cái nắp này nó sẽ tự dính vào trong. Rồi, cái này có giá là 600.000. Phích nước đá của Liên Xô thời xưa, giá là 600.000. Rồi, 600.000. 180.16, giá 600.
180.17 là một cái thay phíp của Mỹ. Rồi 1966 luôn. Đây, cái khay này chưa qua sử dụng nha. À nhầm, sorry mọi người, khay này là đã qua sử dụng. Khay này là đã qua sử dụng nha. Đây, nó là sản xuất là năm 1966. Nó đã qua sử dụng và nó đen nè, mọi người nhìn dưới đáy nè, nó đen rồi. Ngoại hình bên trên á thì nó cũng có trầy. Cái này là người ta sơn lại rồi, nhưng cái này là người ta sơn lại. Nhưng mà cái khay này được cái là nó không có nứt bể gì hết nha. Khay này là lành lặn không nứt bể. Bây giờ kiếm được mấy cái khay bằng như thế này á mà nó lành lặn không nứt bể là nó cũng rất là khó kiếm nha. Lưu ý khay này đã qua sử dụng, độ mới thì còn khoảng 80% thôi. Độ mới 80%. À, kích thước của nó là 35x45. 35x45 nha, ngang 35, dài 45. Khay này đời 1966, giá của nó là 700.000, 180.17, giá 700. Rồi 180.18. Là đây là cái vỏ 37 này. Đây, em còn sót được mấy cái viên 37. Thì ở đây là cái này là người ta đã bắn hết rồi nha. Cái này là người ta bắn hết rồi. Bên trong thì nó rỗng ruột thôi, nó không có cái gì, nó chỉ có cái tút đồng thôi. Đó, được cái là nó hiếm cái là nó còn đủ cái đầu nè. Vẫn còn đầu đầy đủ nha. Đó, đầu là người ta đã tháo hết bên trong rồi, nó không còn gì bên trong hết. Đây, mọi người có thể nhìn xuyên qua luôn. Tức là bên trong nó không có cái gì hết nha. Đó. Rồi, cái này thì em bán giá 400.000 một viên như thế này. Đó. 400.000 một viên. Cái này có giá trị sưu tầm nha. Cái chiều cao của nó là 38 cm. Chiều cao này, chiều cao của nó là 38 cm. Khi mình đóng sát xuống, mình dặn cái này sát xuống là nó cao là 38 cm nha. Nó nặng tầm khoảng 1 kg đến 1 kg 2 gì đó. Nặng khoảng 1 kg 2. Rồi giá của nó là 400.000 một viên. 400.000 một viên. Thì ở đây em có được mấy viên đó. Nói chung là có được mấy viên đó. Rồi, hàng an toàn hết nha. Cái này là người ta đã xử lý hết rồi, nó không còn gì hết. Rồi 400.000. Rồi 180.19. 180.19 ở đây là một cái đây. Đây là một cái bộ vệ sinh. Bộ vệ sinh của Mỹ. Rồi cái này thì em cũng chưa khui ra, để em cắt ra cho mọi người coi bên trong có cái gì nha. Cái này anh em nào có dụng cụ bắn chim á thì mình mua cái này về mình vệ sinh nè. Đó, bộ này là hàng chưa qua sử dụng nha, hàng của Mỹ chưa qua sử dụng. Đây, một cái bàn chải nè. Đây, mấy cái chổi bằng đồng. Cái này để rửa mấy cái nòng súng đó, gọi là vệ sinh nòng súng nha. Đây, ở đây là mấy cái cây. Cái này thôi lỡ xé ra cho anh em coi luôn. Đó, nó là gồm mấy cái cây thôi chứ không có gì nha. Đó, mấy cái cây bằng sắt vậy thôi. Đó, đây là một bộ vệ sinh nòng súng của Mỹ. Cái này là hàng chưa qua sử dụng nha. Giá của nó là 600.000 một bộ. 600.000 một bộ, cái này em chỉ có một bộ duy nhất thôi, một bộ. Rồi 180.20 này. 180.20 thì đây là một cái còi đồng. Còi đồng của anh Inland. Cái này thì còn sót được hai cái, 180.20 giá 550.000 một cái. Cái dòng này nó rất là hiếm nha. Và lâu lâu mới được một cái, nó còn được cái nó còn được đủ hộp này. Thứ nhất là đủ hộp. Cái thứ hai nữa là nó còn được cái tem Metropolitan. Còi cảnh sát của anh. Còi cảnh sát của anh nha. Chất liệu bằng đồng mạ chrome. Còi này chất liệu bằng đồng mạ chrome nha. Rồi để em thổi mọi người nghe nè. Đó, cái dòng này thì cái tiếng kêu nó như vậy nha. Nó giống như mấy cái tiếng còi cứu hộ vậy đó. Rồi giá của nó là 550.000, hàng chuẩn thời xưa. Hàng chuẩn xưa nha. Chất liệu bằng đồng, mạ niken. Hàng full hộp chưa qua sử dụng, 550.000.
Rồi mã cuối 180.21 thì đây là mấy cái còi đồng của anh nè. Đây là còi đồng của anh thời xưa, made in England nha, đồng mạ niken màu trắng, hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. Ở đây số lượng cũng có hạn, chỉ có vài cái thôi. Cái này thì giá nó 500 ngàn một cái. Thổi rất là to nha. Giá 500 ngàn một cái nha, hàng chưa qua sử dụng. Rồi hôm nay thì em lên tầm hơn 20 mã. Mọi người quan tâm mã nào thì liên hệ với bên em 0983 880 344 nha. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.